Hello anh em, tôi là Vinh. Và bây giờ là chương trình Flash Sale của hãng Fujiya. 100% đây là hàng của Fujiya luôn. Và những sản phẩm này là những sản phẩm cực kỳ hot. Và đảm bảo trong chương trình nay là sẽ cháy hàng. Tại vì những sản phẩm này mình bán rất là nhiều. Bình thường mình không có sale, không có up gì hết mà vẫn bán được. Mà hôm nay mình lấy ra mình sale up cho anh em, để anh em có một cơ hội để nhìn lại mình đang bán những sản phẩm gì của Fujiya tại Store 1. Hầu như tất cả những sản phẩm của hãng Fujiya đều được bán tại Store 1, và mình là best seller của Fujiya tại Việt Nam trong năm 2018 vừa rồi. Thì nếu mà anh em muốn tìm một cái sản phẩm nào của Fujiya thì cứ đến Store 1 em sẽ có. Và anh em muốn mua sản phẩm nào của Fujiya mà chính hãng á, không bị giả, bị nhánh, bị chém á, thì anh em cứ qua đây. Giá cả bên mình là giá hợp lý nhất luôn. Cái nào nó cũng cùng một cái mức phần trăm, chứ mình không phải là cái trên trời, cái dưới đất. Nên là anh em yên tâm mua bao nhiêu cũng có, và mua bao nhiêu anh em cũng được một cái mức giảm giá rất là hấp dẫn trong chương trình ngày hôm nay. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem 20 sản phẩm trong chương trình ngày hôm nay là gì. Ok, vô. Nhiều quá. Nhìn cái bàn thôi là hấp dẫn. Đây là cũng cái bàn mơ ước của rất là nhiều người ha. Chỉ cần sở hữu hết như đây thôi là anh em cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến. Sản phẩm số 1 trong chương trình ngày hôm nay mình giới thiệu mọi người đó là một cây búa cao su của hãng Fujiya. Cái búa này mọi người nhìn thấy nó hơi nhìn nó hơi cái dựa này nó một cái khuyết điểm mà để nó rất là dễ dơ. Nhưng mà cái những cái này chúng ta thay được nha anh em. Chúng ta thay được nha, chúng ta mở ra chúng ta thay được. Cái phần giữa bằng kim loại, hai bên là cao su. Búa cao su này thì thích hợp cho những cái công việc mà anh em cần đóng những cái thứ mà nó sợ bị bể, bị mẻ, bị gãy. Hoặc là mình lấy cái búa cao su mình gõ vô cái kính á thì nó sẽ hạn chế nó là bị gãy. Mà anh em lấy cái búa sắt anh em gõ vô kính một cái nhẹ thôi nó bể mất tiêu rồi. Đó, cái công việc là như vậy. Hoặc là chúng ta dùng để chúng ta lót gạch hay đại loại như vậy. Cái búa này mình đang cầm là cái búa rất là nặng, cái này FBH 200. Cái này nó nặng được tới cái này nặng gần 2 kg á. Hàng này hàng sản xuất tại Nhật nha anh em, sản xuất tại Nhật. Giá bán của cây búa này đó là 592.000, giá chưa giảm. 592.000 giá chưa giảm. Cái này là do bị dán tem băng keo nhìn nó hơi dơ, anh em về chùi sạch là sạch ha. 592.000. Và anh em sẽ được giảm giá cho cây búa này đó là 10%, sản phẩm số 1. Nha, quá hấp dẫn. Một cây búa cao su của hãng Fujiya. Sản phẩm số 2 đây, cái này mới hấp dẫn hơn. Cái này là cái rồi bán chạy cực kỳ luôn. Đó là cây kiềm điện của Fujiya. Kiềm này thì sản xuất tại Việt Nam theo chuẩn chất lượng của Fujiya. Về chất lượng của Fujiya Made in Việt Nam và Made in Japan là giống nhau, không khác nhau gì hết. Chỉ là do sản xuất ở Việt Nam thì nó rẻ hơn, nhân công rẻ hơn, không phải chịu phí vận chuyển, không phải chịu thuế nhập khẩu á. Còn nếu mà anh em mua một cái kiềm này, cái mã này, mã GBB á, GBB thì sẽ phải chịu những phí khác nên là chúng ta sẽ mất tiền hơn. Còn này là mã ABB. Cái kiềm này thì giá bán của nó là 189.000, ABB 225mm. Chiều dài 225mm. Cái này có thể cắt được dây điện, dây thép 3.6mm, dây đồng 4.0 và vây VAVVF là 2.6 đến 3.0. Mọi người lưu ý khi mua kiềm của Nhật về, cái điều đầu tiên chúng ta phải nhìn đó là chúng ta nhìn vô cái phần thông số, cắt làm sao trong cái dải thông số đó thôi. Còn nếu chúng ta cắt ngoài dải nó mới hư thì ráng chịu. Người ta đã thiết kế cho mình như vậy, mình sử dụng sai thì mình sẽ chịu thôi. Còn nếu mà mình dùng đúng mà nó hư thì đó là cái lỗi của hãng, thì mình đem đi đổi hoặc là mình đem đi hãng bảo hành. Cái kem này ngoài có chức năng cắt nè, nó chức năng kẹp ốc, chức năng kẹp bằng và chức năng bấm code nữa. Đó lý do là sao người ta mua rất là nhiều, nó nhiều chức năng ha. Và anh em thấy cái phần cắt rất là lớn, cắt được dây 3.6 luôn mà cắt rất là nặng. Mà giá có 189.000 à, vậy rẻ ghê không? 189.000 chưa giảm á, rồi trong chương trình này anh em sẽ được giảm giá cái kem này đó là 5%. Đó, sản phẩm số 2. Rồi, sản phẩm số 3. Đó là cây kiềm 3000 TB225. Cái kiềm này nó sẽ khác ở chỗ là kiềm này cái phần thép nó xịn hơn tới 30%. 30% steel reinforced. Tức là nó về mặt lý thuyết thì nó sẽ cứng hơn cây kiềm mình vừa giới thiệu mọi người. Nên giá của nó là 329.000. 329.000. Cái kiềm này nó có thể cắt được ở đây nó không ghi mấy cái số kích thước dây ra. Đây, nó cắt được dây thép là 3.6, dây đồng là 4.0 và dây VAVVF là 2.6 3.0. Một cái điều nghịch lý là mọi người thấy là thông số hoàn toàn y như cái kiềm người kia. Kích thước cái kiểu cũng y như.
Y như vậy luôn mà cái kềm này sản xuất tại Nhật nha. Cái kềm này sản xuất tại Nhật nên nó mắc tiền hơn như vậy. Và vì lý do là nó sản xuất bằng chất liệu thép xịn hơn, cứng hơn 30% nên về độ bền thì nó sẽ bền hơn cái kềm kia. À. Rồi, ok, 329.000 chưa giảm và anh em sẽ được giảm giá. Wow, 10% cho cái kềm này, 10% mã số 3. Rồi, mã đặt hàng số 4, mã đặt hàng số 4 đó là cái gì? Mã đặt hàng số 4 đó là một cây kìm cắt Tenten, cây kìm cắt của hãng Fuya 175mm, mã số là 700N175. À, cái kìm này nó sẽ cứng hơn 20% so với những cái loại khác. Cái kìm này nó có hai chức năng luôn. À, một là chức năng cắt, hai là chức năng bấm cót. Đây mọi người xem cái kìm rất là đẹp. À, phía bên trong của người ta làm nè, đó, rất là bén. Và nó có cái chỗ để chúng ta bấm cót luôn. Cái kìm này cắt được mấy cái dây rất là cứng, mình thử cho anh em xem. Đây. Đây là dây 2.5 và một cái sợi dây lớn là dây này là dây 4.5. À, cắt cực kỳ đơn giản luôn. Cái kèm này có thông số, nó cắt được dây piano là 2.0. Vậy chưa? Cắt được dây piano 2.0. Mấy cái này dán mất tiêu rồi. Dây điện thì nó cắt nó không có ghi, nhưng mà điều quan trọng là nó cắt được dây piano. Anh em biết dây piano dây đàn á là nó là thép cực kỳ cứng luôn. À, nên là cắt những sợi dây piano được thì nó rất là khỏe. Đây là cắt cái sợi dây 4.0 ha. Đó. Anh em thấy không? Cắt xong nè. Nó có dấu này là dấu cho cái kìm nó mới, thì cái phần phía này nó hơi màu đen. Khi mình cắt một cái thì nó ra cái dấu thì nó mất cái phần đen đó, giống như phần sơn vậy đó. Nhưng mà cái kìm mình nó hoàn toàn không có dấu hiệu bị chày, bị xước hay gì hết. Quyền si ha, cắt thoải mái. Đó, anh em cắt thoải mái. Đó. Những cái kìm này cắt rất là khỏe, chuyên dùng để cắt những sợi dây cứng. Nên là ngược lại, nếu anh dùng anh em muốn cắt những cái gì về chính xác bén thì không nên dùng cái kìm này. Tại vì sao? Nó đã cứng rồi thì nó sẽ không có bén được. Tại vì nó mà bén mà vừa bén mà vừa chính xác nữa thì nó sẽ rất là dễ bị mẻ. À, đó là anh em thấy những cây kìm nào anh em muốn cắt chính xác là những cây kìm nhỏ cực kỳ bán, cắt rất là chính xác. Đó, cây kìm này chuyên trị dây cứng ha, dây piano 2.0 2.0 nha, rất là dày luôn á. 876.000, thấy mắc ghê chưa? 876.000 và anh em sẽ được giảm giá đến 10%. Mã số 5. Mã số 5, nếu mà mình thấy cái kìm nó mắc quá, mình không có cần xài thì mình mua cái kìm này. Về mặt chức năng thì nó sẽ giống y chang nhưng nó không có phần cắm bấm cót. Hàng này cũng sản xuất tại Nhật Bản và giá của nó chỉ có 303.000 thôi. Cái này có thể cắt được dây steel, dây thép là 2.0, dây đồng là 3.0 và dây piano là 1.2. À, anh em thấy nó cắt được dây piano luôn nhưng mà chỉ có 1.2 thôi. Còn anh em muốn cắt dây dày thì chúng ta xài cái hồi nãy đó. Cái nãy thì cắt được, anh em thấy cái kìm này cắt nó bén hơn đúng không? À, tại vì sao? Tại vì nó bén, nó dùng nó cắt dây nhỏ hơn mà nó bén hơn nè. À, còn kia nó rất là cứng, nó phải cứng anh em cắt mới được. Còn cái này nó bén nè. Giá bán của cái này á là 303.000 và anh em được giảm giá 10%. Và hàng này là hàng sản xuất tại Nhật Bản nha. Hàng chính hãng sản xuất tại Nhật Bản. Anh em lưu ý là hàng mình bán ở đây á là có thuế, nên là anh em mua giảm giá mà vẫn được xuất hóa đơn bình thường. Hàng made in Japan. Đó, đã chưa? Rồi, mã số đặt hàng số 6. À, cái số 6 thì cây này là sản xuất tại Việt Nam nè, AKN150. Cây này cũng là cây kìm cắt nhưng mà nó nhỏ hơn. Cây kìm này giống y như cây kìm mình mới giới thiệu cho anh em nhưng mà kích thước nó nhỏ, dài 150mm thôi. Còn cây kìm hồi nãy thì nó sẽ dài là 175mm, nó khác nhau là 25mm. Cái kìm này nó cắt được dây thép là 2.0, dây đồng 3.0 và không cắt được dây piano nha. Cái kìm này không cắt được dây piano, dây thép và dây đồng thôi. Dây đồng 3.0, tức là sợi dây của mình là dây mình nãy giờ mình test cho anh em là dây 2.5. Không được cắt được sợi dây này nha, sợi dây này dây 4.0 lận, không cắt được, chỉ cắt được sợi dây này thôi. Đó, anh em cắt là đó. À, ngon lành, cành đào. Đó, giá bán của nó rất là rẻ luôn, chỉ có 154.000 thôi. À, anh em thấy không, mình đây bán đồ giá rất là hợp lý, cực kỳ hợp lý luôn. À, 154.000 cho một cây kìm sản xuất tại
Việt Nam ha, chất lượng tiêu chuẩn Nhật Bản, giá có thuế và có video cho anh em xem thử cho anh em coi như thế này luôn ha. Còn gì nữa mà chê. Rồi, mã số 7 đó là một cây kìm cắt khác. Cây kìm này mọi người mới nhìn vào thì tưởng là nó cắt nhựa, nhưng không phải, nó là chuyên chỉ cắt những cái dây là VA, VFF. Có thể cắt được dây đồng 3.0 và dây thép mềm nha, 2.0, thép mềm 2.0. Thì cây này á, là hàng sản xuất tại Nhật Bản. Chiều dài của nó là 175mm. Đây là những cái sản phẩm mà có thể cắt được, anh em xem. Đó, có cái lò xo là dây thép á, nhưng mà thép mềm, lò xo mềm. Đó, dây đồng, dây VA. Cái này thì nó có một cái điều đặc biệt á, là mọi người thấy nó cắt cái phần này á, nó mài phẳng hai bên, tức là khi chúng ta cắt ra những cái sợi dây bình thường khi anh em cắt á, là nó sẽ bị cái tình trạng như thế này, tức là mình cắt hai bên nó đứt nhưng mà ở giữa nó sẽ bị nhú lên, do cái kìm của mình á, thiết kế á, là cái phần bên những cái phần kia, cái phần phía bên ngoài nó mài vô, tức là mài hai bên. À, còn cái này á, là nó mài một bên thôi, nó mài chỉ có bên trong này thôi, mọi người thấy nó mài bên trong này thôi, còn phía bên ngoài là hoàn toàn không có mài, nó đánh bóng bên này phía này. Thì khi mà mình cắt á, mình cắt cái sợi dây á, nó sẽ phẳng. À, nó sẽ phẳng, cái điều quan trọng là nó sẽ phẳng. À, đây, nó hơi lõm vào một chút xíu chứ nó không bị lõm ra, nó hơi bị lõm vào, nên là mình cắt những cái gì mà liên quan đến cái việc là nó nhú lên trên bề mặt như thế này mà mình muốn cắt cho nó phẳng luôn á, à, thì những cái kìm này đảm bảo rất là tốt. À, còn những cái kìm mà hồi nãy giờ mình giới thiệu anh em á, mình cắt lúc nào nó bị nhú ra, nó bị nhú ra cái lõi bên trong. À, nên là mỗi cái kìm nó sẽ có một cái công năng khác nhau, anh em lưu ý mua sử dụng cho nó hợp lý. Cái kìm này cắt những cái dây VFF rất là sướng. Những cái vai dây mà cái phần phía bên ngoài nó hơi mềm á, cắt là đã. Đây, như dạng như thế này. Anh em thấy cắt đã không? Cực kỳ nhẹ nhàng luôn, cắt cực đã lắm. À, giá bán của nó là 360.000 thôi, chỉ có 360.000 mà hàng sản xuất tại Nhật luôn. À, và anh em sẽ được giảm giá trong chương trình là 10%. Lưu ý số lượng có hạn nha, cực kỳ có hạn luôn. Những anh em nào mà đặt hàng sau á, à, những anh em đặt hàng sau thì có thể là mình có thể mở số lượng cho anh em mua, tại vì hàng của full giá thì nó không có bị đa số là hàng nó có sẵn ở đây. Nên là ví dụ như mà anh em đặt sau chậm trễ á, thì có thể là nó sẽ ship chậm hơn bình thường. Những cái anh em nào mà có hàng sẵn tại cửa hàng mình ship liền thì nó dễ, nhưng mà số lượng có hạn, như cây này mình có mấy cây thôi, 4-5 cây là tối đa. Ví dụ anh em đặt 10 cây thì mình đâu có ship liền anh em phải đợi 2-3 ngày hàng nó về, mình nhập về thì mình mới có thể ship cho anh em. Nhưng mà được cái anh em được mua giá rẻ. À, muốn mua được giá tốt thì mình phải đồng nghĩa mình phải chờ đợi ha, chứ mình không thể nào mà vừa tốt mà vừa nhanh nữa. À, cái đó là mình ưu tiên thôi, nếu mình thấy nhu cầu nhiều mình mới mở mình bán thêm, còn không thì mình chỉ đóng lại số lượng vậy thôi, vừa thôi. Mã số đây, mã số 7 ha. Rồi mã số 8, mã số 8 đó là một cây kìm cũng vậy luôn, nhưng mà cây kìm này á, là nó nhỏ hơn. Cây kìm này kìm cắt tiêu chuẩn, cây này 150, mã là 60S150. Cây kìm này hãy cắt được dây đồng là 2.6, còn dây thép mềm là 1.6. Về cấu tạo thì cây này nó sẽ khác một chút so với cây mình vừa rồi, nó có cái lò xo. Cây này là chuyên dùng để cắt mấy cái sợi dây điện màu đen như hồi nãy mình cho anh em xem á. Dây này cắt cũng được, tại dây này nó khá là mềm, anh em cắt cực kỳ nhẹ luôn nè, không sướng lắm. Mua những cây kìm này cắt rất là đã. Cây kìm này không cắt được dây này nha, dây đồng này là tới 2.5 lần, trong khi cái dây đồng cái này cắt được 2.6. ok, cắt được. À, cắt được ha, em cắt ok, cắt không bị mẻ ha, 2.6. À, dây mình là 2.5 nên là nó cắt hoàn toàn ok. Đó là những anh em mà làm thợ điện á, cây kìm này cất rất là đã. Thường chúng ta làm mà dây nhỏ đó, dây điện nhà ít khi nào chúng ta xài mấy dây điện lớn rồi lắm. À, dây điện lớn này là dây đi vô, còn những cái dây đi ra thiết bị á, chúng ta xài nhỏ hơn như thế này đó. Những cái dây mà nhiều lõi nhỏ đó, cái mấy cái kìm này cắt được hết. Và mình sẽ giảm giá cho anh em là 10%. Hàng này là hàng sản xuất tại Nhật nha, Made in Japan. Giá bán 236.000 một cây. Mã số 9.
Mã số 9 đó là một cây kìm nhìn tưởng là một cây kìm cắt cành nhưng không phải. Nó là một cây kìm chuyên dùng để chúng ta cắt những cái sợi dây VA, VEVF và VCT. Đây mấy dây này nè. Và một cái loại dây của bên Nhật đó. À. Hoặc là chúng ta hãy cắt được mấy cái phía ngoài cùng này, nó dạng như là một cái nẹp á, cái nẹp nẹp điện. Cái kìm này thì nó là sản xuất tại Nhật Bản. Cái sự khác biệt của cái kìm này so với những cây kìm khác khi cắt dây điện đó là cái gì? Cái kìm này cắt rất là bén và rất là chính xác. Tức là chúng ta có thể cắt được những cái lá cắt cực kỳ mỏng như thế này. À, đây mình cắt như là mình đang gọt cái cây gì đó. Những cây kìm khác không cắt được nha. Mỗi cây kìm nó có một cái công dụng, mình phân tích cho anh em rất là kỹ để anh em hiểu tại sao người ta sản xuất ra những cái kìm này. Đây, mọi người cắt được cây kìm nào cắt được cái lát mỏng như vậy? Cái lát này mình cắt chỉ có 1mm thôi, 1mm cho một cái lát cắt như thế này. Và anh em thấy mình cắt xong nhưng mà tất cả cái ruột bên trong này nó vẫn còn nằm bên trong cái này mới là hay. Vấn đề là cái ruột nó vẫn còn nằm bên trong. Còn không mình cắt nó ra cái vỏ ở ngoài còn ruột mất tiêu. À, cái này dùng cắt cành được không? Mình nghĩ là cắt được. Nhưng mà nó hơi phí. Tại người ta mua về để cắt dây điện mà. Cắt mấy dây VCT, mấy cái dây này cắt rất là nhiều. À, anh em là đang sử dụng những cái dây như thế này thì chúng ta mua mà cắt. Cắt rất là chính xác. Cắt hàng loạt á, cắt nhiều thì chúng ta cắt mấy cái này. Nhiều cái điện mà anh em thấy không? Mỗi một cái sản phẩm nó sẽ phục vụ cho một cái nhu cầu. À, hồi nãy giờ cây kìm nào cũng là cây kìm cắt, cái dây điện nào cũng được cắt được hết trơn á. Nhưng mà tùy cái nhu cầu chúng ta cắt, cắt cái gì, cắt như thế nào thì chúng ta sẽ mua một cây kìm phù hợp. À, giá bán của kìm này là 536.000, 536.000 và anh em sẽ được giảm giá 10% trong chương trình này. Mã số 10 cũng là một cây kìm dạng như vậy nhưng mà nó khác ở chỗ á, là nó chuyên dùng để cắt cái dây VA và VVF. Còn kia nó cắt được cái VCT nữa. Đương nhiên cái này cũng cắt được VCT. À, cái kìm này nhìn cũng giống một cây kìm cắt cành đó. Nhưng mà cái mỏ nó là cái mỏ nhọn để chúng ta có thể đưa vô cái góc bên trong. Cái kìm này thì nó có lò xo bung bên trong như thế này. À, và chúng ta đưa vô những cái hẹp chúng ta cắt. Tại vì cái này mọi người thấy cái mỏ nhọn như thế này, chúng ta cắt được những cái chi tiết nhỏ như thế này. Mọi người thấy cái bén không? Và nó có thể cắt được những lát mỏng y như cái kìm hồi nãy mình vừa giới thiệu cho mọi người. Đó, cắt lại nè. Không? Và khi mà chúng ta cắt xong cái đường cắt của chúng ta, cái nhát cắt của chúng ta nó rất là phẳng, rất là đẹp, rất là bằng. Đó lý do người ta sao người ta phải dùng cái này. À, đây, ruột ra. Cái kìm này giá bán thì nó cũng rất là phù hợp thôi. Anh em nào đang có nhu cầu thì chúng ta mua. Giá bán của kìm này là 350, 350.000. Và anh em sẽ được giảm giá đó là 10%. Hàng này cũng là hàng sản xuất tại Nhật nha. Hàng nhập khẩu hết đó. À, Made in Japan, giảm giá 10%. Tiếp theo mã số 11 đó là một cây kìm chuyên dùng để cắt cáp. Cái cáp mà cáp này nè. Và cây kìm này nó cắt được tối đa là 5.0 và 6.0. Nếu mà anh em cắt cáp rub là 5.0. Còn cáp 4 là 6.0. À, mã là HWC6. Cái kìm này giá 541.000 chưa giảm ha. Và anh em sẽ được giảm giá là 15%. 15%. Quá trời quá đất rồi, 15%. À, mã số 11. Mã số 12. Đây, 12 là một cây kìm chuyên dùng để cắt mấy cọng cáp mạng. Dây nó là chuyên dùng để cắt mấy cái dây cáp 4. Đây. Mấy cái dây này. Cái dây này á, anh em dùng cây kìm bình thường cắt cũng được. Nhưng mà nếu mà muốn cắt mà chuẩn nhất là cây kìm này cắt sẽ chuẩn nhất. À, thứ nhất là cây kìm này thiết kế để chúng ta cắt là cái dây mình nó cắt nó ra được cái hình tròn luôn.
nó không bị mớp mấy cái đầu này, nó không bị mớp lại. Cái dạng của những cây kìm khác á, khi chúng ta cắt á thì nó đứt đó, nhưng mà nó bị mớp cái đầu này. Còn này nó, anh em thấy nè, cái dạng nó là cái lỗ như thế này, khi mình đút vô mình cắt á đó, là nó, cái kích thước nó vừa luôn, cắt là nó đứt ra. Cái này nó không bị mớp và chúng ta có thể dùng để chúng ta thao tác được rất là dễ dàng. À, cái này là 200mm chiều dài và giá bán của nó là 275.000 một cây, hàng sản xuất tại Nhật luôn. Và nó thể cắt được dây tối đa là dây 38mm. À, đây nó có thông số, anh em coi thông số em mua xài cho nó đúng. À, giá bán chỉ có 275.000 thôi, hàng sản xuất tại Nhật luôn. Nãy giờ đó anh em cho mình coi cái nào có thì nó sẽ ghi đó. Giá này anh em sẽ được giảm giá 15%. Đây em út của nó nhỏ hơn, cắt được dây 22 thì anh em sẽ được giảm giá cái này cũng 15%, hàng sản xuất tại Nhật luôn nha. Nhưng mà nó nhỏ hơn, kích thước nhỏ hơn cho những cái việc nhỏ hơn đó, đơn giản vậy thôi. Rồi mã số 14 này, 17 14 15, ok. Rồi mã số 14 đó là một cây kìm mở phe, hàng sản xuất tại Nhật Bản. Cây này là cây kìm mở phe trong, tức là cái phe nó nằm bên trong gọi là mở phe trong, còn cái phe nó nằm bên ngoài là mở phe ngoài. Đơn giản dễ hiểu. Cây này nó mở được cái phe 35mm và cái đường kính lỗ của nó là 1.3. À, 1.3. Tức là cái lỗ tròn là 1.3. Hàng rất là đẹp, hàng sản xuất tại Nhật luôn. Giá kìm này là 440.000 một cái và anh em sẽ được giảm giá là 15%. Một mức giảm mà quá trời hấp dẫn luôn. À, sale lớn nhất từ trước tới giờ. Rồi mã số 15 là một cây kìm nhọn. Cái kìm này có hai chức năng, một là cắt dây thép, cắt dây đồng, hai là chức năng kẹp. Thì ở đây mọi người sẽ cho mọi người xem tại sao cái kìm này nó lại đặc biệt. Đây, cái kìm này nó có lò xo để nó bung ra. Thứ nhất, thứ hai, mọi người thấy cái chất liệu nó là màu đen thui không? Cái chất liệu đen vậy nè, nhưng mà rất là cứng. Anh em thấy mấy cái mà làm đen thui này rất là cứng. À, nó không thèm đánh bóng lại luôn. Đó. Và nó có khả năng cắt. Phần cắt nè. Phần này chúng ta sẽ dùng để cắt dây điện. À, cắt dây điện. Cái này thì nó quá bự so với nó rồi. Mình sẽ kiếm một cái sợi dây nhỏ hơn chút để coi nó cắt được dây mấy. Không có ghi. À, 0.8 đến 1.2 thì mình sẽ lấy một sợi dây nhỏ hơn mình cắt. Đây, dây 1.2 đây. Đó. Anh em cắt mấy sợi dây dạng như thế này thì cắt rất là vô tư. À, nhẹ nhàng ha. Thứ hai là cái phần này. Cái phần này của nó, anh em thấy nó làm rất là dài để chúng ta đưa được những cái chi tiết rất là hẹp. Và bên trong này hoàn toàn không có răng. Để chi? Để khi mà chúng ta kẹp á, nó không có bị trầy hay là bị mớp cái đồ của mình. Thì cái này nó được dùng cho những cái công việc rất là đặc thù. Đây, người ta dùng để bẻ nữ trang hay là bẻ mấy cái chi tiết nhỏ như thế này. Thế mà kẹp vô mà sợ nó trầy thì người ta sẽ dùng cái kìm này. À, không có phần răng phía trên. Đó. Cái này thì giá bán của nó là 172.000 chưa giảm. Và anh em được giảm giá là 10% cho cây kìm này. À, 172.000. Cây kìm này thì nó sản xuất tại Việt Nam. À, cứ cái bao bì nào anh thấy có tiếng Việt là hàng sản xuất tại Việt Nam. À, còn tiếng Nhật thì nó chỉ để tiếng Nhật thôi, nó không có sẽ tiếng Việt. Rồi, mã số tiếp theo, mã số 16 đó là một cây kéo dùng để cắt trái cây. À, anh em thấy có một chùm nhãn kìa. Đó. Dùng để cắt trái cây hoặc là cắt mấy cái tấm trải sàn, cái tấm lót sàn á, cái thảm sàn á, người ta lấy cái này người ta cắt nè. Anh em thấy nó có cái phần răng này nè, đó chuyên gì để cắt thảm sàn.
hoặc là cắt mấy cái cành cây. Cái này thì giá bán của nó là 227.000. Anh em thấy nó nhiều chức năng lắm, nói chung cắt được plastic nè, rồi carbon, MRE, nhiều thứ lắm, cắt giảm được. Nói chung giống như cái kéo bình thường thôi, nhưng mà nó xịn thôi. Giá là 227.000 và anh em sẽ được giảm giá là 10%. Mã số đặt hàng là mã số 16. Rồi, mã số đặt hàng 17. Mã số 17 đó là một cây kìm cắt bonsai. Hàng cao cấp, hàng này thì hổm mới bán hết, mới nhập dạy lại. Thì cây kìm này á, là chuyên cho anh em cắt cành, cắt bonsai. Tại sao phải xài kìm này? Tại vì anh em chơi bonsai anh em hiểu, không có xài cái kìm bậy bạ được, phải xài một cái kìm xịn, cắt ngắt sập, không bị dập, bị nát, để cái cây không bị nhiễm trùng. Thì cây kìm này giá bán là 1.180.000 một cây. Và anh em sẽ được giảm giá 10% để được trải nghiệm cây kìm này tại Việt Nam. Hàng này là hàng sản xuất tại Nhật Bản, hàng chính hãng của hãng Fujiya. À, do một cái nghệ nhân người Nhật người tư vấn người ta sản xuất ra cây kìm này. À, 1.180.000 một cây. Cây kìm mã số 18. Đó là cây kìm cây kéo chứ xin lỗi anh em, cây kéo cắt bonsai, cây kéo này cây kéo tỉa cành FBH02. À, hàng này chuyên dụng, những cái kéo này anh em nào chơi bonsai nhìn biết liền, chơi cây cảnh nhìn biết liền. Hàng sản xuất tại Nhật nè. Giá bán là 800.000, giá này chưa giảm và đang được giảm giá 15% cho cây kìm này. Quá hấp dẫn, 15% từ 800.000 anh em giảm chỉ còn có khoảng gần 700.000 thôi cho một cây kìm kéo như thế này. Mã số 19 đó là cây kéo tỉa nụ. À, cây kéo này được giảm giá 15% FBH03. FBH03 giảm giá 15%, giá là 787.000 mà được giảm giá thêm 15% nữa. Không thể tưởng tượng được ha. Quá trời rẻ luôn. Hàng chính hãng của Fujiya, sản xuất tại Nhật Bản nha, hàng cao cấp. Hàng này là nó phải sản xuất dạng bằng tay á anh em. Đó. Nó rất là chuyên dụng. À. Hàng mới à. Hàng mới nha. Đó. Rất là bán luôn. 787.000, giá này là bao gồm thuế rồi nha mọi người. Có thuế luôn rồi. À. Quá trời đã rồi. Hàng mới có thuế luôn. Rồi, và sản phẩm cuối cùng, sản phẩm số 20. Sản phẩm 20 đó là một cái lưỡi cưa lọng dành cho anh em sử dụng những cái máy nội địa Nhật. Anh em thấy máy nội địa Nhật nó có hai cái kiểu, cái trò này. Nó có một cái lỗ và một cái lỗ trên. Cái này chuyên dùng cho những dòng máy như là Ryobi, là Makita và Hitachi. À, rất là hay sử dụng những dòng này, những dòng đời vỏ nhôm đời cũ á, thì nó sẽ hay sử dụng những cái lưỡi kiểu này. Thì những cái lưỡi kiểu này á, nếu mà anh em mua Việt Nam không có bán ở đây, mình hồi xưa mình bán hàng Nhật mình lấy về mình bán cho những anh em là đã mua máy của mình. À, một cây đây là cái lưỡi cắt gỗ và hàng sản xuất từ Nhật Bản. Một cái lưỡi này bán lẻ là 50.000, và trong chương trình này anh em sẽ được giảm giá 30%, coi như là mình bán lỗ cho anh em luôn, 30% cho cái lưỡi cơ lộng này. Còn những anh em đang xài những cái máy bình thường đời mới không có xài được cái lưỡi này nha, đừng có ham mà mua về không có xài được đâu. Mỗi một cái máy nó sử dụng cho một cái loại lưỡi khác nhau. Cái lưỡi của anh em mới mua những cái hàng mới á, của store mà bán máy mới thì đa số 100% luôn, phải đa số nữa là nó sử dụng cái lưỡi chữ T. Còn cái lưỡi này chỉ dài cho máy nội địa Nhật thôi. Đó là 20 sản phẩm trong ngày hôm nay, và mọi người thấy quá đã đúng không? Và đảm bảo cái sản phẩm này sẽ cháy hàng trong ngày hôm nay luôn. Tại vì giá rất là phù hợp, hàng sản xuất tại Nhật. Khuyến mãi lớn chứ, khuyến mãi rất là lớn luôn. Và những sản phẩm này anh em chỉ đợi khuyến mãi đi mua thôi. Thì bình thường rất là muốn mua rồi nhưng mà nó thấy nó hơi mắc. Và hôm nay mình thấy được khuyến mãi rồi mình mua luôn ha. Rồi, nếu mà mình mua thì tại sao mình không giới thiệu bạn mình mua nữa? Nhấn xe liền. Xe bên góc phải của màn hình nè. À, xe cho người khác mua. Xe qua Facebook, xe qua Zalo, xe qua chỗ nào đó nên anh xe được xe thoải mái. À, xe đi. Rồi, và nhớ like cái video này, nhớ đăng ký kênh YouTube của Thích Đào Mộc hoặc là like fanpage của mình để nhận được những cái chương trình khuyến mãi mới nhất mỗi ngày, chương trình flash sale, ngoài ra còn những chương trình khác nữa. Rất là nhiều chương trình rất là hấp dẫn, và nếu mà anh em mua chỉ có tại Store Đào Mộc mới có những chương trình như vậy, và chỉ tại Store Đào Mộc anh em mới có thể có những tiện ích mua hàng dễ dàng như thế này luôn. Khá cho mọi người là như vậy.
Ok, rồi cảm ơn mọi người đã xem chương trình này. Cảm ơn em mua hàng, hãy mua nhiệt tình vào. Chúng ta chỉ có 13 tiếng đồng hồ, 13 tiếng đồng hồ duy nhất để mua chương trình này thôi. Và nếu qua 13 tiếng đồng hồ này, chúng ta phải đợi vài tháng sau chúng ta mới có một chương trình. Nhưng mà nó sẽ không ngon bằng chương trình này đâu. Tại vì nguyên tắc khuyến mãi đầu phải tốt nhất, sau đó những khuyến mãi sau phải bình thường hơn. Chứ không mấy ông ban đầu ổng sẽ phân bì. Cảm ơn em đã xem chương trình này. Tôi là Vinh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.